Này, bây giờ mình sẽ báo giá tiền cho các loại máy 12. Máy 12 tức là máy về phần bảo dưỡng điều hòa. Bảo dưỡng điều hòa rất là quan trọng. Và khi các bạn muốn bơm được, Lý Hảo xin chào các bạn. Mình là Lê Văn Lộc đây. Và cái video này là một cái video mình sẽ làm một cái báo giá cho các bạn. Báo giá cho tất cả anh chị em. Và báo giá tất cả quý khách hàng và các bạn về cái vấn đề là bơm ga điều hòa thì mất bao nhiêu tiền, bơm ga điều hòa thì mất bao nhiêu tiền nhé. Thì bơm ga điều hòa đấy thì số tiền mà các bạn bỏ ra nó tùy thuộc vào cái số ga, tùy thuộc vào cái số ga của các bạn thiếu bao nhiêu trong máy điều hòa. Thì số ga thì thiếu bao nhiêu thì thường là mình sẽ đo. Thì đây chúng ta sẽ có cái đồng hồ đo, mình sẽ đo như thế này, đo ở đây. Thì trên thị trường nó có rất nhiều loại ga. Rất nhiều loại ga thì mỗi một loại ga thì nó lại có cái áp lực khác nhau, cho nên là cái điều hòa các bạn nó sẽ thiếu khác nhau. Và khi ta đo thì chúng ta bơm đủ thì đã phải cùng theo đó đã sẽ kẹp dòng nữa thì mới tính toán ra tiền được. Thì trung bình một cái máy thiếu ga thì sẽ bơm tầm từ 200 đến 400 nghìn. Một cái máy thiếu ga, có máy thì cũng chỉ bơm thêm khoảng 100 hoặc mấy chục nghìn thôi. Đấy. Nhưng mà thường thì những cái máy như thế thì nó cũng không cần phải bơm bởi vì nó thiếu không đáng kể. Đó, thì mình không bơm. Thì rõ ràng hơn về là những cái loại ga thì các bạn là ga nào và ga nào mất bao nhiêu tiền và phải làm thủ tục nào thì nó mới là đúng là đủ. Thì trên các loại thị trường bây giờ là các điều hòa gia dụng thì là sẽ có xuất hiện 3 loại ga vẫn có từ cách đây 10 năm trước và hơn 10 năm trước là gồm các loại ga R22. Đấy, các bạn nhìn nó sẽ bị ngược với mình đang quay bằng cam trước, tức là rồi ga R22. Rồi sau các bạn sẽ có loại ga thứ hai là loại ga R410A và thứ ba là loại ga R32. R32. Rồi nó sẽ có là ga 22, ga 410A và ga R32, R22, R32 và R410A. Hai chai này nó chỉ khác nhau với cái màu sắc mà thôi. Đấy, còn tất cả là giống nhau. Đấy, thì chia sẻ như vậy. Thì trên thị trường nó có rất nhiều các loại ga khác nhau nữa, các nước sản xuất. Thực ra thì mình cũng không nắm rõ là cái ga này mình đã mua là sản xuất ở đâu. Thế nhưng mà trên Tamek là ghi là sản xuất ở Ấn Độ, là India. India là sản xuất ở Ấn Độ. Đấy, thì đây là thì mình sẽ báo giá. Thì mình sẽ báo giá rõ ràng từng cái loại ga một. Loại ga R22 này bơm cho máy 9.000. Máy 9.000 các bạn nhé. Máy 9.000 loại ga R22 này, bơm máy 9.000 là máy đấy hết nhãn. Lại từ đầu thì cái bình này mình sẽ máy 9.000 mình sẽ làm với giá là 350. Do một cái máy chín các bạn nhé, làm đầy đủ một cái máy chín là 350 thôi, rất là rẻ. Và như vậy tiếp theo là máy chín của ga R410 hết nhãn thì sẽ là 400, máy R32 sẽ là 450, tức là sẽ cao hơn mỗi nhau 50.000. Các bạn không phải thắc mắc là bơm đầy bình là mất bao nhiêu tiền. Thì khi mà các bạn bơm đầy bình thì thường nó sẽ đi kèm với một cái việc nữa là các bạn phải hút chân không. Các bạn phải hút chân không. Tại sao lại hút chân không? Bởi vì ga thì không được để có hòa lẫn với không khí. Hòa lẫn không khí hay là các môi chất, các chất lạnh, hay là các chất khác ở có trong không khí nó sẽ ảnh hưởng cái môi chất của chất làm lạnh này, thì nó sẽ phải có một cái bơm chân không này. Đấy, để lắp vào cái loại đồng hồ này, các bạn để hút chân không thì nó là chuẩn bơm ga cho hai cái dòng ga một R410 và R32 nếu hết nhãn. Thường các trường hợp tại sao nó hết nhãn, thường thì không phải là cái ga điều hòa nó chạy nhiều hay chạy lâu là nó sẽ hết nhãn, mà nó hết nhãn là do đường ống các bạn bị bục hoặc là do bị hở hoặc là van đã bị hở, một cái van khóa nào đó đã bị hở nên là ga hết nhãn. Và khi ga hết nhãn thì Lộc phải chữa cho các bạn làm sao tìm cái lý do nguyên nhân làm sao nó lại hết nhãn.
Đấy, nó là hết nhãn. Và thường cái công mà làm cái đó thì mình phí, nhưng mà nếu như mà nó vất vả thì mình sẽ xin thêm quý khách hàng là 100.000, 100.000 tiền công khắc phục cái sự cố tại sao nó lại hết nhãn. Đấy, thì là sau đó mình hút chân không và mình sẽ bơm ga đầy đủ cho các bạn. Thì nếu như mà phải thi công loe ống hay là phải thi công làm sao đó khắc phục cố dò dỉ ga thì mình sẽ lấy thêm 100.000. Đấy là nói cho các bạn, thì các bạn cứ chuẩn bị cái từng lấy số tiền, ví dụ như đường ống của bạn bị gãy rồi hay dập rồi phải hàn lại hay phải loe ống lại thì các bạn cứ nhớ chuẩn bị là 1.000. Ví dụ loại ga 410 này là sẽ bơm 400.000 thì các bạn sẽ chuẩn bị 500.000 cả tiền công giúp đỡ các bạn. Đấy, đấy là về cái mặt bơm ga. Các bạn nhớ loại này là 350 bơm đầy bình. Đây là đây là 400 và đây là 450. Thì khi các bạn thiếu một nửa thì là sẽ chia đôi ra, đúng không ạ? Khoảng 170 đến 200.000. Đấy. Thiếu nhiều hơn sẽ nhiều hơn, tương tự như vậy, loại này thiếu một nửa là 200 đến 250. Loại này sẽ là thiếu một nửa sẽ là 250 đến 300.000. Đấy, ví dụ. Thường thì những cái máy điều gà, điều hòa được thường những máy điều hòa mà nó bị dò dỉ nhỏ thì cứ thường là cứ 2 năm đến 3 năm là các bạn sẽ mất đi khoảng 30% đến 40%. Thì là thường là các thợ đi bơm ga cho các bạn, đi thêm sau 2-3 năm các bạn sử dụng thì sẽ là lấy 200.000, là lấy cả tiền di chuyển, lấy cả tiền di chuyển. Thì các bạn nhớ như vậy, trung bình là như vậy. Thì chia sẻ với các bạn như thế cho nó rõ ràng để các bạn không bị bắt bịp về cái vấn đề bơm ga này. Và thường là nếu như mà sau 2 đến 3 năm là cái máy của bạn nó lại hụt ga một lần và kém lạnh thì Lộc khuyên rằng thì bạn nên thay ống đồng đi, để cho 2-3 năm tới các bạn không hề phải bơm nữa, hoặc là hàn ống đồng lại. Bởi vì là sau 2 đến 3 năm ấy, chia sẻ là một cái máy điều hòa nào sau 2-3 năm lắp lên rồi thì thứ nhất là hệ thống ống đồng nó cũng đủ cái tuổi già rồi, nó già ống rồi, nó sẽ bị rò rỉ nhiều hơn sau các năm tiếp theo. Là nó sẽ hôm nay nó có thể là hết khoảng 30%, nhưng mà 2-3 năm tiếp theo nó sẽ nhiều hơn vì nó già ống rồi. Với cái thứ hai nữa là cái thợ người ta đã không lắp đặt chuẩn cho các bạn ấy thì cái chỗ hở càng ngày càng to ra. Và cái thứ ba là các bạn có thể thay ống đồng và có thể hàn lại cái ống đồng đó, hoặc là thiết kế theo một cái kiểu mới để cho nó kín kẽ hơn. Bởi sao? Bởi cái điều hòa của các bạn cũng đã hết bảo hành rồi, bảo hành nhiều nhất của hãng Kaper, các loại điều hòa bảo hành nhiều nhất của hãng Kaper bây giờ là 3 năm về chế độ vận hành, còn chế độ block thì là 5 năm. Đấy, còn tất cả các máy điều hòa khác cũng không vượt quá được cái bảo hành này, cũng chỉ 3 năm là hết cỡ thôi. Nếu mà các bạn đã dùng 3 năm mà cứ thấy nó thiếu ga thì là các bạn lên xử lý lại hệ thống ống đồng và có thể là thay mới hệ thống, hàn lại hệ thống ống đồng. Thì đấy là để cho những năm về sau các bạn không phải bơm ga nữa. Và Lộc nói thật với các bạn là trên thực tế, nếu như một cái máy điều hòa chuẩn chỉ được lắp đặt một cách chính xác và không hề sai sót một cái gì thì có thể sẽ dùng đến 10 năm mà không phải bơm một chút ga nào, bởi vì nó hoàn toàn là hệ thống kín, nó không thể hở ra được. Đấy. Trừ trường hợp đó nó hở là sẽ nó bục hết, hoàn toàn là nó bục và nó sẽ hở hết không còn lý ga nào. Thì đấy là một cái điều mà gọi là được lắp đặt chuẩn chỉ. Thì đấy là mình chia sẻ các bạn thế tại sao nó lại thiếu ga. Đa phần là do cái môi trường ảnh hưởng vào hệ thống dàn ống mỏng quá, máy điều hòa nó sản xuất nó mỏng quá, hoặc là lắp đặt sai, hoặc là lắp đặt còn kém, hay là bất cứ một cái mối hàn nào đó nó còn bị hở thì nó mới hao hụt thôi. Thì các bạn nên kiểm tra lại cái đấy cho nó kỹ càng và rõ ràng. Và tất nhiên là cái công kiểm tra nó tùy thuộc là làm mất bao nhiêu thời gian đấy, và vất vả như thế nào thì người thợ sẽ lấy cái công nó xứng đáng với cái công sức của số tiền, nó xứng đáng với cái công sức của họ bỏ ra. Thì đấy, để chia sẻ với các bạn như vậy. Thế còn khi mà các bạn làm việc với ga này thì các bạn phải hiểu là không phải là điều hòa dùng ga và nó hao hụt đi, không phải là cứ là nó sẽ hụt đi mà nó sẽ vĩnh viễn mãi mãi số lượng ga thế thôi. Như các bạn có cái tủ lạnh này, các bạn không phải bao giờ bơm ga cả, cho nên khi nó hỏng nó chết hẳn thì thôi. Thì các bạn phải nhớ như vậy. Và các bạn nhớ là dùng cái loại ga này là sẽ thêm cái bơm hút chân không này, thì các anh em thợ sẽ nếu mà các bạn hết nhãn ga thì thường là các anh em thợ sẽ lấy thêm 100.000. Thế thì 100.000 thứ nhất là xử lý và tìm cái chỗ hở ga cho các bạn, xử lý xong và sau đó này còn hút chân không cho các bạn, làm sẽ rất mất thời gian, nên là anh em thợ sẽ lấy thêm khoảng 100 đến 150
100 đến 150, cũng có thể là vất vả thì sẽ lấy khoảng tầm 200.000 tiền công đi bơm ga. Đấy, tiền công xử lý. Nó gọi là tiền công xử lý sự cố các bạn nhé. Thế còn về máy 12 mình sẽ báo giá cho máy 12 nhé. Bây giờ mình sẽ báo giá tiền cho các loại máy 12. Máy 12 tức là máy to và máy 12. Nếu như máy 9 là 1 thì máy 12 sẽ là 1,25. Đó. Thế là cao hơn máy 12 25%. Cao hơn 25% tương ứng với như vậy thì là cái giá tiền bơm ga nó sẽ cao hơn 25% đến 30%. Thì ví dụ như bạn biết là cái này là 400 nó chẵn này. Đúng không? 400 bơm đầy bình cho máy 9. Thì máy 12 sẽ nhân với 25% nữa. Tức là sẽ thêm 50.000 nữa. Tương tự như vậy thì là 450, thì cái này sẽ là 450 và cái này là 500, đúng không? Sẽ tức là máy bơm cho máy 12 sẽ đắt hơn số lượng của máy 9 là 50.000 thôi, không nhiều, đúng không ạ? 50.000 thôi. Đây là về cái lọc bơm các bạn, 50.000 đến 1.000. Đấy, tùy sale thì mình sẽ báo giá. Đây là báo giá về là bơm đầy nhưng nó hết nhãn và cả thi công sửa chữa và giúp đỡ các bạn xử lý cái sự cố tại sao nó lại hết nhãn, chứ còn cái máy mà lắp chuẩn chỉ thì nó không thể hết nhãn được. Đấy, các bạn nhớ như vậy nhá. Thì đấy là về máy 12. Thì còn một số cái dòng khác thì thường là các bạn sẽ có cái máy 18.000. cái máy 18.000 nó sẽ gấp đôi, các bạn cứ nhân lên là sẽ gấp đôi, đúng không? Máy 18.000 là máy rất là to, nó có thể là điều hòa cây đứng, cũng có thể là điều hòa treo. Cũng có thể là block đấy nó là thuộc cái dạng 18.000, nó là thuộc điều hòa khối đế hoặc là ống gió đó. Thì nhưng mà cứ là 18.000 thì nó sẽ gấp đôi 9.000, đúng không? Các bạn đã biết giá của 9.000 là 3, thế thì 18.000 sẽ là 700, đúng không? Vì nó sẽ muốn rất là nhiều ga, nó sẽ muốn khoảng hơn một cân mấy ga, khoảng cân 3 ga thì nó sẽ rất là nhiều. Thì ước mong là cái video này nó sẽ cung cấp kiến thức nên cho quý khách hàng, để quý khách hàng không bị bịt bợm khi mà có các thòa đi bơm ga và lấy tiền ảo. Đấy, thứ nhất, thứ hai, và các bạn sẽ có một cái gọi là, người ta gọi là người tiêu dùng thông minh. Người tiêu dùng thông minh, đúng không ạ? Cũng có hiểu chút về kỹ thuật chứ không phải là tôi không biết gì cả. Đấy. Nếu như các bạn mà bị hết nhãn ga thì các bạn đừng vội vàng để người ta nạp thêm xong rồi cho người ta về, rồi các bạn lại gọi người ta đến lại bơm đầy bình, hay là 2 năm sau lại gọi đến để bơm đầy bình, như vậy không được nhá. Còn một phần cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn là về phần bảo dưỡng điều hòa. Bảo dưỡng điều hòa rất là quan trọng, và khi các bạn muốn bơm được ga vào trong điều hòa, muốn bơm ga được trong điều hòa thì các bạn phải vệ sinh nó sạch sẽ, phải bảo dưỡng nó sạch sẽ thì các bạn mới bơm ga nó mới chuẩn được. Vì khi mà cái máy điều hòa nó đang bị bẩn, nó đang không sạch, nó đang có nhiều cái tác động yếu tố môi trường khiến cho áp suất của nó bị cao hơn cái áp suất của nhà sản xuất, tức là bị sai số so với ban đầu định mức được bán ra. Thì khi mà các bạn o ga và kiểm tra áp dòng áp suất của ga, kiểm tra áp dòng và dòng điện, thì các bạn sẽ không có một con số chính xác để các bạn nạp ga cho nó đầy đủ, bởi vì là cái máy đang bị bẩn, nó sai áp suất rồi. Cho nên là khi các bạn muốn bơm ga, các bạn phải bảo dưỡng nhé. Các bạn nhớ, các bạn muốn bơm nạp ga bổ sung thì các bạn phải bảo dưỡng. Và thường là khi các anh em thợ đi bảo dưỡng điều hòa cho các bạn, thì anh em thợ cũng làm một cái việc đó là phải kiểm tra ga xem nó có đầy đủ không, chứ không phải cứ bảo dưỡng xong là chúng tôi lại bơm thêm và chúng tôi lại lấy tiền. Không phải như vậy, mà chúng ta sẽ kiểm tra nó đủ thôi, chứ không lấy tiền. Đấy, thường là như vậy. Và thường là cái giá bảo dưỡng một cái máy điều hòa thì không cứ là máy 9 hay máy 12. Đấy, thì là hai cái loại máy này là với nhau. Nhưng mà loại máy 8 thì máy, nhưng mà loại máy 18 thì sẽ đắt hơn. Thì mình sẽ báo giá luôn, nếu như vị trí lắp đặt và vị trí thi công cái việc bảo dưỡng nó dễ dàng thì là tất cả các anh em thợ mặt lấy giá 180.000 đến 200.000. Đấy, nếu như mà ví dụ như bạn ở gần nhà mình, đấy, hay là mình chỉ đi khoảng tầm dưới 10 cây để có thể thi công bảo dưỡng cho điều hòa của bạn thì là mình sẽ lấy 180.000. Còn nếu trên 10 cây thì mình sẽ lấy tròn 200 để bù tiền xăng. Thế còn tất cả các loại máy 18 thì có thể nó sẽ là 250, 270, 280, 300. Đấy là máy 18, hoặc là máy to, hoặc là cái vị trí lắp đặt của bạn nó khó, hoặc phải leo trèo, phải xách nước rất là lâu, phải leo thang, phải làm rất là vất vả, thì nó sẽ 250 đến 300 theo cái sự vất vả
của cái máy điều hòa các bạn, và chúng tôi phải bảo dưỡng. Phải bảo dưỡng thì chúng tôi mới bơm ga được các bạn nhé. Phải bảo dưỡng thì mới bơm ga. Nếu như các bạn gọi nữa, bơm ga cho em đi, thì tôi sẽ vẫn sẽ bơm ga các bạn, và tôi vẫn sẽ lấy tiền các bạn, bởi vì tôi làm theo yêu cầu các bạn. Nhưng mà tôi nói thật các bạn là tất cả những cái điều đó nó sẽ không tốt, bởi vì chúng ta phải bảo dưỡng sạch sẽ. Phải kiểm tra là cái có sạch sẽ hay không, nó có sạch sẽ, nó có bị bụi bẩn, nó có bị một yếu tố tác động của môi trường nào đó bị kẹt hay bị bất cứ một cái nỗi gì về quạt gió, hay là bất cứ một cái tụ, hay là bất cứ con gì đó đang làm ảnh hưởng đến sự hoạt động, với cái sự hiệu suất của nó đang bị thay đổi, mà tôi lại bơm ga vào để check cái máy đó bơm không đủ hoặc là bơm thừa đấy, thì nó sẽ rất là không đạt cái tiêu chuẩn, mà trong khi đó là khách hàng vẫn mất nhiều tiền đấy. Thì chia sẻ vậy thì đấy là giá tiền bơm ga rẻ nhất là 180.000 nếu như các bạn ở gần mình, còn nhiều hơn là 200 đến 250. Máy to 300, vị trí vất vả thì nó tầm đấy 250 nhá, thì 200 250 thì đấy là chia sẻ các bạn. Thì các bạn cứ biết rõ được cái mức giá như thế thì không ai chặt chẽ, các bạn không phải mặc cả cái gì cả. Tất cả anh em thợ là đã là người lao động chất phát rồi, rồi là không mặc được đấy. Đấy là rõ ràng các bạn như thế nhá, bởi vì là thường là người ta đi làm thì là tất nhiên thợ là vất vả nắng nôi, rồi là đi phục vụ bà con thì đều ước mong là được bà con mời uống một hớp, ăn một cái hoa quả, hoặc là có bà con nào bồi dưỡng cho anh em thêm một đồng, thì đấy là cảm xúc rất là vui, vì là 100 đồng tiền công không vui bằng một đồng tiền thưởng. Thì các bạn đấy là cái điều như vậy. Còn các bạn nào mà mặc cả thì anh em thợ nó ngại lắm, lần sau mà đến lần sau mà gọi điện anh ơi nhà em đến bảo dưỡng hay đến bơm ga nhà em ở chỗ đấy thì cũng ngại lắm thật sự, là vì là bị lại đến đấy rồi lại bị mặc cả đấy. Thì đấy chia sẻ các bạn đấy, cái tâm lý của người thợ đi làm là như thế. Thì rồi sẽ dừng ở đây, và mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái video khác về sau, đó là một cái video báo giá lắp đặt, thi công lắp đặt một cái máy mới thì bằng một cái máy cũ thì bao nhiêu tiền, và báo giá về ống gồng, báo giá về giá tiền của ống đồng, rồi báo giá về bảo ôn cuốn chân mã cục nóng, tất cả các phụ kiện điều hòa sẽ mất thêm bao nhiêu tiền, và tại sao là chúng tôi lại thường làm việc như vậy nhé. Thì tất cả cái này nó sẽ là cái tất cả cái này là kiến thức, nó sẽ là giúp cho tất cả người dùng có một cái cách sử dụng. Cái gì mình chia sẻ trong video này chỉ muốn cho người tiêu dùng sẽ trở thành người tiêu dùng thông minh. Và nếu như bạn xem được video này, vô tình xem được và may mắn xem được video này, thì các bạn hãy chia sẻ cái video này cho tất cả anh em, bạn bè, người thân, tất cả mọi người. Ai cũng sẽ dùng điều hòa, ai rồi cũng sẽ phải đến cái sự tiện nghi đó là sử dụng máy lạnh. Các bạn chia sẻ với họ để họ có được cái sự hiểu biết về điều hòa thì sẽ trở thành một người tiêu dùng thông minh giống như bạn nhé. Và mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này, và chúc các bạn có một thành công, và sẽ có được cho mình những sự và sẽ có được cho mình những sự yên tâm khi mà gọi thợ điều hòa. Rồi, hẹn gặp lại và chào tạm biệt các bạn trong những video tiếp theo, và đặc biệt sẽ là video báo giá về việc lắp đặt điều hòa. Goodbye, tạm biệt.